sớm giờ mình bán dễ. Dễ giữa là cái khó bán nó phải xuống. Cái đầu vụ gì có thể qua năm nhiều khi nó đẻ nè. Cho nó biết. Nó màu ăn nó no lại hơn để ăn trễ. Của mẹ nó. Nhái gì không sao, nhái nó nấu bình thường. Dạ, đẻ mấy lứa rồi, bởi vậy đẻ con to lắm vậy nuôi. Còn mua gắn nữa rồi nhỏ nhỏ, nó nghĩa tiền còn khó nuôi sao. Mày nuôi như xứng đáng. Mới đầu mùa giờ khoảng tháng mấy mà to nữa. Cho ăn cho nó mau lớn. Còn đẻ phải có một cái để nó chờ. Rồi. Some more junk.